thì họ không có cái thuế tài sản, chưa có thuế tài sản. Ở Việt Nam mình chỉ có thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế và nếu mà bình thường là có thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế cổ tức thôi. Nhưng ở Việt Nam mình chưa thu thuế cổ tức. Bởi vì tại sao? Bởi vì là ở Việt Nam mình họ nói là chưa phải có lộ trình thu thuế này do cái thị trường Việt Nam còn đang là thị trường kém phát triển. Nhưng mà về mặt trong tương lai là sẽ chịu hạn thuế. Thì thôi ở Việt Nam mình thì cũng tính. Nhưng ở nước ngoài thì nó tồn tại cả hai loại, và chính vì tồn tại cả hai loại nên là nhà đầu tư cực kỳ nhạy cảm. Thế nên là trong trường hợp đấy thì ở một số nước họ đã cho phép là discount, nghĩa là nếu như mà doanh nghiệp họ đã nộp thuế rồi thì trong trường hợp đấy đối với doanh nghiệp thì khi đóng thuế thì được trả đi, trừ đi cái phần mà doanh nghiệp đã trả rồi thì họ chỉ trả cái phần trên còn lại thôi. Thì đấy là ở nước ngoài thì là họ có một số nước họ đã áp dụng đấy. Vì cái phần thuế ở nước ngoài nó nhạy cảm, vì thuế ở Việt Nam thì vẫn rẻ mà, nếu mà so với nước ngoài là vẫn rẻ. Thuế ở nước ngoài thì tổng thu nhập nó có thể lên đến 40% tổng thu nhập mà đánh một lần thôi, không có cơ không bậc. Còn ở mình là vẫn có bậc. Của mình vẫn có bậc, thì mình ra là lương nhà mình với ai cũng từ 20 triệu trở xuống thì vẫn cười vô tư là vấn đề gì mình không được thuế. Đấy thì đấy là cái mà ở nước ngoài thì rất là nhạy cảm, cho nên tất cả các quyển sách ấy, khi mình nói tới tài chính là người ta nói đến thuế. Luôn luôn người ta nói đến thuế là bởi vì nó quá lớn. Chứ còn ví dụ như ở Việt Nam mình từ ngày xưa còn 28 mình giảm xuống 25, sau đó mình giảm xuống còn 20, thế thì rất nhiều. Thế nên là đấy là rất là thấp rồi. Thế thì vì vấn đề thuế là như vậy, thành ra là về thuế từ các chi phí phát sinh trong cái vấn đề liên quan tới cái vị trí của cái người của nhà đầu tư. Nhà đầu tư họ sẽ rất là cân nhắc về cái việc là nếu như mà tôi đầu tư vào cổ phiếu này, tôi nhận cổ tức thì thuế là bao nhiêu, và nếu như tôi hoán đổi cổ phiếu thì tôi phải trả cái chi phí giao dịch là như thế nào, vân vân và vân vân. Thế nên là chính vì thế nên là cái lý thuyết của ông Miller này, nó bình thường mình không đọc tên ông này bởi vì nó gọi là lý thuyết mờ mờ, hai chữ mờ đấy, lý thuyết có hại ở ông này. Thì ông ấy nói rằng về cái việc là ông ấy nói về cái việc là ông ấy đưa ra một số các cái giả định, và dựa trên cái giả định này thì ông ấy nói rằng như tiền thì nó chẳng tác động gì đến cái trả lại như tiền chẳng tác động gì đến cái giá trị cổ phiếu cả. Thế thì ông ấy nói là đầu tiên ông ấy đưa giả định rằng là không có sự khác biệt giữa thuế dividend và thuế tài sản. Tức là nếu mà không có sự khác biệt thì cái việc mà trả hay không trả nó cũng như nhau, đúng không ạ? Đấy là giả định thứ nhất của ông ấy. Cái thứ hai là nếu như mà công ty họ trả cổ tức rồi, xong sau đó vì vậy nên họ không có tiền giữ lại để tái đầu tư nữa, thì họ lại bán cổ phiếu. Thế thì khi mà họ bán cổ phiếu như vậy, và nếu như cái việc mà họ bán cổ phiếu đấy không có chi phí giao dịch, tức là chi phí để mình làm một cái cáo bạch, xong sau đó là mình xin ủy ban chứng khoán nhà nước, chứng khoán nhà nước ok thì mình bắt đầu mình được public. Nếu mà cái đấy là không mất một tí chi phí nào cả, thì trong trường hợp đấy là công ty cứ chạy đi lần đi, còn đâu là thiếu thì huy động qua cổ phiếu. Đấy là cái giả định thứ hai. Và giả định thứ ba thì là công ty, nếu mà công ty mà trả ít đi tiền quá thì họ sẽ thừa tiền, và nếu mà thừa tiền nhưng mà họ lại không dùng cái tiền đấy để tái đầu tư, như vậy là nó gọi là tiền thừa lại cho doanh nghiệp, và vì vậy nên họ không được theo nguyên tắc là tôi không có đầu tư thì tôi không trả cổ tức nữa, nếu tôi không có đầu tư thì tôi trả cổ tức nữa. Và vì vậy nên với ba cái assumption này thì ông đưa ra luôn là đi tiền trả tác động đến cả đến giá trị cả. Nhưng mà trong thực tế thì không phải là như vậy, trong thực tế họ chứng minh là cái lý thuyết của ông này không có ý nghĩa, mà nó chỉ dùng để đưa ra các cái mô hình cho nó dễ dàng trong việc là ok nếu như mà bây giờ cũng trả cổ tức đi, xong rồi nếu mà không có tiền thì sao lại vẫn huy động, không có vấn đề gì đâu. Tức là để nó dễ trong việc là mình đưa ra cái nguyên lý để các cái nhà quản lý người ta có thể rất là linh hoạt trong việc đưa ra ba cái quyết định đó cùng một lúc với nhau mà nó không bị ảnh hưởng gì lớn. Thế nên thì người ta thì ông ấy dùng cái này để ông ấy giải thích cái hành vi của nhà quản lý thôi. Còn trong thực tế thì nó hoàn toàn khác. Thì trong thực tế nó khác đến cái mức mà mình sẽ gặp phải cái tình trạng là cái việc thông báo dividend đấy nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn tới giá của cổ phiếu. Thì cái này thì là ở Việt Nam thì có rất là nhiều nghiên cứu mà nói cái này rồi. Tức là nếu như mà mình đang có một cổ phiếu, sau đó thì một ngày đẹp trời công ty nói rằng công ty trả cổ tức, thế là giá cổ phiếu lập tức nâng lên, đúng không? Nâng lên và cứ tiếp tục lên. Và lên thì nếu như trong cái tờ thông báo đấy họ nói rằng là cái ngày chốt cổ tức, ví dụ là ngày 2 tháng 3 chẳng hạn, thì giá nó sẽ tăng tới ngày 2 tháng 3. Xong sau đó thì ngay ngày 2 giá sẽ xuống. Bởi vì là các nhà rõ ràng rằng là cái việc trả cổ tức là nó đem lại một cái dòng lợi ích cho nhà đầu tư. Cái thứ hai nữa là nhà đầu tư họ thích là tiền cầm trong tay thì nó chắc hơn so với tiền cầm trong doanh nghiệp. Đấy, bởi vì họ có một cái tâm lý là tất cả trong doanh nghiệp nghĩa là cầm trong tay người khác. Đấy, liar mà.
Thế nên là như vậy thì nó nhìn vào cái hiện tượng như thế thì rõ ràng rằng là những cái gia đình có mai đen mà sai hết, đây là sai hết, nó chỉ đúng cho cái việc ra quyết định thôi. Nhưng mà trong thực tế thì ra quyết định khó hơn rất là nhiều so với cả, bởi vì là nó dính đến hành vi. Thế thì vậy thì do cái này của nó dính đến cái thuế tài sản và thu nhập, thuế tài sản với thu nhập. Thế nên là trong mô hình của Mỹ thì nó có hai cái T này, còn ở Việt Nam mình thì không có thuế tài sản. Thế nên là các bạn nhìn mô hình các bạn sẽ thấy là nó sẽ là một cái trường hợp mà để chứng minh là tại sao cái giá mà giá công bố ở đây này, từ công bố là đến ngày trước cổ tức này, ngày sau này là ngày sau ngày trước cổ tức này, cái ngày này là ngày trả cổ tức này, thì nó chả quan tâm gì cả, quan bằng là trước và sau thôi. Thế thì nó sẽ ra được là nếu như mà mình cái ngày mà trước khi trả cổ tức mà mình bán cái cổ phiếu đấy, trước cái ngày hết hạn trước cổ tức mà mình bán, nghĩa là trên cái giá đấy nó đã bao gồm quyền lợi cổ tức rồi, đúng không, bao gồm quyền lợi cổ tức rồi, thì cái mà mình thu được sẽ chính là cái giá của cái thời điểm mình bán trừ đi cái giá bán đó, mà trừ đi cái giá mà lúc mà chưa có công bố cổ tức và mình nhân với cái thuế capital gains, bởi vì nó được lời ra cái chênh lệch giá mà đấy. Còn nếu như mà sau cái ngày trước cổ tức, nghĩa là cái ông đằng sau là hoàn toàn không được hưởng cổ tức nữa, thì lợi ích của ông ấy nó chỉ đơn giản là giá ông bán ngày hôm đó trừ đi cái giá chênh, đúng không ạ? After ex dividend, à, trước cổ tức rồi, nghĩa là I'm selling after ex dividend date. Selling after ex dividend date. Nếu mà bán sau cái ngày đó thì giá làm gì còn dividend nhỉ? Ex dividend day. B là trước ngày trả cổ tức. A là B sau B là sau ngày trả cổ tức. À, sau A mới là sau ngày trả cổ tức. Vậy thì B sẽ là ngày chốt sổ, đúng không? B sẽ là ngày chốt sổ. Như vậy nếu mà mình bán sau B thì người nhận cổ tức phải là mình bán sau B thì người nhận cổ tức là mình, đúng không? Phải là mình trước. Thế còn mình bán trước B thì cái người mua của mình sẽ có khả năng nhận được cổ tức, đúng không? Nhưng mà ở đây sao thầy nói là gì? Anh mình hiểu sai ý thầy. The cash flow from selling before ex dividend date. Bán sau ngày đó. À, nếu mà mình bán sau ngày đó thì mình nhận được chứ. Bán sau ngày đó thì mình nhận được là mình nhận được chênh lệch giá. Với cái phần chênh lệch giá bán đầu tiên này, sau mình nhận được chênh lệch giá thì mình sẽ phải nhân cái thuế này, là cái thuế của cái việc mà mình thu được từ chênh lệch giá này. Cái này là chốt giá trị tài sản này. Sau đó là mình cộng thêm với cả cái cổ tức mà mình nhận được, và cổ tức này mình trừ đi cái thuế của cổ tức này. Như vậy là dòng trước và dòng ở đây là cái lợi ích của người bán nhé. Thì như vậy là cái lợi ích của người ta tại hai cái thời điểm nó đây mình sẽ đặt đây là lợi ích của trước và sau. Nếu mà đây là lợi ích của trước và sau, see the revenue should be indifferent between selling before and the ex-dividend day, selling after the ex-dividend day. Nếu như tại sao lại bằng nhau được nhỉ? Không thể bằng nhau được, đúng không? Đây là họ giả định đặt bằng nhau, tại vì à, họ loại trừ hết tất cả các nhân tố, họ chỉ nhìn cái phần là phần thuế thôi, chứ không phải phần thuế đâu. Chứ còn cái thường là sẽ không thể bằng nhau được, không thể bằng nhau được. Họ tính đến cái phần chênh lệch của thuế, và vì vậy nên nếu mà tính chênh lệch của thuế thì họ sẽ xem là cái dividend change nó sẽ khác gì với cả cái price change, cái dividend sẽ khác gì với cả price change. Đây là về phần thuế thôi. Sorry mọi người. Nhưng mà phần thuế thì nó sẽ không đúng đâu. Còn bình thường nếu mà không đúng phần thuế thì rõ ràng nếu như mà mình không có cái T của GG này, thì trong trường hợp đấy là mình sẽ thấy luôn là nó sẽ có ít nhất là phê, mình chưa nói trên sự khác.
khác biệt của giá của tại thời điểm B và tại thời điểm A thì mình đã có là giá tại thời điểm trước đó là giá của mình cộng thêm với D rồi, thì nó mình sẽ so sánh cái giá của mình cộng thêm với D với cả cái giá của cái phần là không có D B ở trên. Thì nếu như mà giá của nó như vậy là cái giá đằng sau của mình bán xong, tức là cái giá lúc đấy là nó tức là cái lợi ích của mình là cái giá này là giá chưa có quay nhé, giá này là giá chưa có đây nhé, nghĩa là cái đằng sau cái giá trị của mình nhận được là có đây chốt rồi thì mình sẽ là người được nhận, nhưng mà mình sẽ có thêm phần đây này, chứ còn cái này là nó phân tích để thuế nên là nó sẽ không đúng. Ok rồi, thì ở đây nó sẽ có là có hai cái nguyên tắc đối với thuế nên là mình bỏ qua cái slide này nhé, bởi vì nó chỉ nói về ảnh hưởng của thuế thôi. Thế thì ở đây mình sẽ có là sẽ có hai cái nguyên nhân tức là không tốt cho việc trả cổ tức. Nguyên nhân thứ nhất là bird in the hand, là con chim ở trong tay là chắc nhất, đúng không? Thế nên là cái người mà người ta bảo vệ cho quyền lợi này thì người ta nói rằng là dividend mà nó ở trong tay thì nó chắc hơn so với việc mà mình chờ thêm cái tù ghê đấy sau này. Ông cứ nói là ông không trả dividend mà hãy để lại công ty để sau này giá trị công ty nó tăng lên, thôi tôi cũng cầm dividend cho chắc. Đấy, thì cái này là cái mà là cái lý do mà là một trong những lý do mà người ta cho rằng không tốt đối với cả bất kỳ là cái lý do này là không tin cái công ty phát hành cổ phiếu, mình không tin, để đây là mình muốn là tin tưởng trong tay. Và vì vậy nên bởi vì mình nghĩ rằng là cái dividend thì nó sẽ more valuable than capital gain. Nên là mình không tin họ ấy mà, đúng không ạ? Thì cái này ở thị trường Việt Nam cực kỳ ok, chính xác luôn. Tại vì mình chứng minh rất là nhiều lần rồi, thì là cứ mỗi một lần cái dividend declare nó tăng lên ấy, thì giá cổ phiếu thay đổi luôn. Nên là người ta thực sự thích cái dividend bằng tiền. Thế thì nhưng mà cái đơn vị còn lại, cái người người ta chống lại cái quan điểm này thì ta nói rằng là cái không phải lo về vấn đề đó, bởi vì làm sao? Bởi vì nếu đã có dividend thì sau cái ngày đó thì nếu mà sau cái ngày chốt sổ của đông xong ấy thì cái giá của nó sẽ tự động là gì ạ, là trừ đi dividend, nghĩa là trước sau thì mình cũng được hưởng. Đấy, thì đấy là cái điều thứ nhất họ nói, họ thích các nhà đầu tư họ nghĩ về dividend. Cái điều thứ hai thì họ nói rằng là cái vì là cái công ty này nó chẳng có cái cơ hội trong tương lai cả, và vì vậy nên nó chả đi được. Thì đấy là một cái quan điểm khi mà nó không thuận lợi lắm cho doanh nghiệp khi mà doanh nghiệp công bố là sẽ trả cổ tức bằng tiền. Thế nhưng mà cái người bảo vệ cái người mà bảo vệ cái quan điểm này khác thì người ta nói rằng là cũng phải là cái việc là công ty họ không có cơ hội đâu, vì nếu như mà họ thừa tiền ấy thì họ hoàn toàn có thể là buyback, mà tức là họ trả hết một lần luôn, tức là họ thừa tiền, họ không những là họ thừa tiền là họ không những là họ trả cổ tức đâu, mà họ sẵn sàng là trả cổ tức một lần, trả cổ tức một lần là anh hùng lắm ấy, trả cổ tức một lần là họ tính hết luôn là giá hiện tại của cổ phiếu là bao nhiêu và lợi tức mà cái người đó sẽ được nhận được cuối cùng là bao nhiêu, bởi vì công ty như vậy làm gì được đến cuối cùng, ví dụ không ạ? Thế nên là cực kỳ anh hùng nếu mà buyback. Thế nên là đấy là cái nhưng mà và nhưng mà họ không làm cái điều đó, bởi vì là nếu như mà họ buyback thì họ sẽ thu được nhiều hơn nữa, và nếu mà như vậy thì trong tương lai giả sử họ cần thì họ sẽ phải huy động, và như vậy thì cái giá nó sẽ cao hơn rất là nhiều lần. Thế nên là trong trường hợp này mặc dù là họ có thu tiền nhưng mà chỉ trả tiền bình thường thôi, và họ vẫn giữ lại, mặc dù là nó có thể dư họ vẫn giữ lại. Đấy là cái còn một số những cái lý do khác thì đối với cái lý do này là những cái lý do mà nên trả dividend này. Thứ nhất là họ nên trả dividend nếu như là investor họ thích dividend bằng cash. Cái thứ hai nữa là dividend tăng lên, điều đó có nghĩa là earning của công ty nó tăng lên thì việc họ trả dividend. Đấy là cái thứ hai, tức là dấu hiệu rất là tốt cho công ty. Và cái thứ ba là nếu như mà là họ trả dividend nghĩa là họ đang share những cái achievement của công ty cho investor. Thế nên là đừng lo. Nhưng mà tất nhiên là nếu như mà với cái quan điểm good reason này mà mình quay lại mình nhìn vào cái biểu đồ này thì mình cũng hơi sợ một chút. Tức là khi lại càng suy thoái thì chẳng càng nhiều tiền. Thì đấy là cái mà nó hơi fluctuation một tí, tức là lý thuyết thì là như thế, nhưng mà trong thực tế thì nó sẽ chính vì là trong thực tế nó sẽ có phản ứng khác nhau, bởi vì nó gọi là tài chính hành vi.
và chính vì tài chính hành vi đấy thì nó có sự hoài nghi, two bad reason, mình có good reason, nhưng mà cái quan trọng nhất ở trong cái good reason đó là chính là signal story. Đấy nên là đặc biệt ở cái thị trường như là thị trường following behavior của mình ấy, thì cái signal nó cực kỳ rõ, rất là rõ. Nhưng mà trả bao nhiêu, trả như thế nào không quan trọng bằng cái việc là sau cái việc trả đấy thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái future growth, tăng trưởng trong tương lai. Và tăng trưởng trong tương lai của mình thì họ sử dụng cái công thức là nó bằng cái tỷ lệ giữ lại mà mình nhân với cả cái return on equity là sức sinh lời của chủ. Thế thì cái return ratio thì return ratio của mình bằng 1 trừ đi cái tỷ lệ trả cổ tức. Ví dụ như là mình trả cổ tức là 40% thì cái tỷ lệ giữ lại mình sẽ là 0.6. Nếu mà mình trả có 0.2 thôi, 20% thì mình còn lại 0.8. Thế là cái tỷ lệ giữ lại sẽ càng ngày càng cao, retention ratio sẽ càng ngày càng cao. Và khi mà retention ratio mà nó tăng ấy thì rõ ràng rằng là cái growth rate của mình sẽ tăng, đúng không ạ? Thế nên là cái dividend này thì là nếu mà nhìn vào growth rate thì nó sẽ thì người ta chỉ quan tâm đến là khi mà trả như vậy thì còn lại bao nhiêu. Nhưng mà tất nhiên là giả định ngầm trong rất là rõ là nếu như mình giữ lại, mình đang tính dựa trên ROE của năm cũ và mình ra được cái G của năm mới. Nhưng mà nếu như trong tương lai doanh nghiệp không duy trì được cái này thì đấy nó chính là một hiện tượng thừa tiền, tức là mình không có cơ hội được tốt mà, thế là mình sẽ không có cái ROE cao. Thì trong trường hợp đấy, cái này mình giả định thôi, nhưng mà trong tương lai nó sẽ có thể đi xuống. Thế nên là trong trường hợp đấy nó sẽ, trong này nó có một cái giả định là ROE này duy trì được và sẽ tăng theo thời gian thì chúng ta sẽ đạt được cái G. Thế nên là mình tính ở đây là mình tính với nhau thôi, nhưng thực sự nó có upline hay không thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nhưng mà nó là một cái cách đo là mình nên giữ lại thì mình sẽ có một cái growth rate tốt. Nhưng mà đây là mở ngoặc với điều kiện là gì? Là mình sẽ có một cái khoản đầu tư tương lai tốt hơn, tốt hoặc tốt hơn, chứ nếu không thì nó sẽ không tốt nữa. Thì đấy là cái như vậy là mình trả cái gì thôi nó đã rất là nhạy cảm rồi. Và khi mà trả như vậy thì nhiều cái điều kiện của nó sau nữa. Thế thì mình sẽ quay lại đây, profit distribution. Thì khi mà các bạn làm về profit distribution ấy, thì đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải lưu ý tới cái là payment types nhé, là cái dạng mà người ta sẽ trả như nào. Thì mình sẽ có đầu tiên là dividend, cash dividend. Tại vì là phải xóa nó xuống, hạ nó xuống mới để sai thoát. Không nghe được nữa. Không được đâu. Nghe nhá. Thì như vậy là đối với trải bài profit distribution thì quan trọng nhất là mình sẽ phải xem là cái doanh nghiệp mà các bạn đang đọc ấy là doanh nghiệp họ trả các cái cổ tức như thế nào. Đối với cả cash dividend thì mọi người nhớ giúp cho mình một số các đặc điểm như sau. Đối với cash dividend thì các bạn sẽ có là declared payment. Đây là cái tỷ lệ mà người ta sẽ công bố. Thì đối với cả payment declared, ví dụ như là họ sẽ ví dụ như là sẽ là 10%, ví dụ là như vậy. Thì declared ở đây thì mình ghi ở đây là 10%. Thế thì mọi người nhớ là cái 40% này nó sẽ khác với cả cái 40% ở đây của nó nghĩa là gì? Nó sẽ là 40% của par value nha mọi người. Nó khác hoàn toàn nhé, nó không giống với nhé, nó khác này. Nó khác với cái payment ratio. Payment ratio là trả trên cái net income. Còn ở đây là 40% khi họ declare 40% là dựa trên cái par value. Không được nhầm nha. Nên là cái này là rất dễ nhầm. Thế thì 40% của par value thì điều đó có nghĩa là nếu như trong trường hợp mình ở đây mình example đi ha. Thì mọi người nhớ là ví dụ như là mình sẽ có là par value của mình bằng par value của Việt Nam mình thì nó bằng là 10.000 Việt Nam đồng đúng không? Trên một share.
Vậy thì 40% nó sẽ là bằng bao nhiêu? 40% paid dividend, paid dividend payment. Thế thì trong trường hợp đấy nó sẽ là bằng bao nhiêu? Nó sẽ bằng này 40%. À, mình sẽ có là vậy thì total dividend paid của nó sẽ bằng bao nhiêu? Nó sẽ bằng này là bằng 40% này nhân với cả là 10.000 này, đúng không ạ? Và nhân với number of outstanding share. Đấy, tức là nếu mà doanh nghiệp của mình có 1 triệu cổ phiếu chẳng hạn, thì trên mỗi một cổ phiếu thì mình trả 4.000. Như vậy là 1 triệu cổ phiếu sẽ là trả bao nhiêu? Nó sẽ trả tương đương là 4 tỷ nhá. Đấy là cái mà mọi người lưu ý để mình đỡ nhầm. Và vì vậy nên là sau này khi mà tính cái payment ratio nó sẽ khác với cả payment declared nhé. Thế cái thứ hai nữa là mọi người sẽ phải để ý một chút xíu với cả cách dividend. Thì mình sẽ có cái việc là việc payment này của mình ấy. Payment can be implemented. Not only for current year. But also for past year. Nhá, thì cái này là mọi người lưu ý giúp cho mình. Tức là cái đối với cả cái cổ thì vậy, khi mà mình đọc mình phải hết sức lưu ý xem là ví dụ năm nay họ trả như thế thì là tại vì trong đầu mình luôn luôn nghĩ là net income bằng từ này, đúng không, và không được trả quá tổng cái net income đọc được. Thế nhưng mà trong thực tế thì mình tính một số doanh nghiệp lại cao hơn, bởi vì là trong cái tổng họ trả đấy nó sẽ có là họ trả bằng những cái khác trước. Vậy thì lúc này thì mình sẽ có cái payment này thì nó sẽ được trả như thế nào. Payment này của nó sẽ bao gồm là cái dividend current year thì nó sẽ được bao bằng là cái current dividend from the current net income. Yeah, current dividend thì come from the current net income. Nhưng mà mình sẽ có là cộng với cả cái past dividend thì from the retained accumulated past income, past retained income, nhé. Để mọi người không còn rất nhiều sự thắc mắc nào liên quan tới cái việc là họ lấy tiền từ đâu. Bởi vì vậy thì khi mà nó đã như thế này thì mọi người nhớ cho rằng là chính vì nó là như thế này nên mọi người nốt cho mình nhé, là cái growth rate. Growth rate of future thì nó chỉ được tính dựa trên cái gì? Nó chỉ được tính dựa trên cái current dividend. Can clarify hoặc là determine by the payments of the current year, current dividend. Nhá, mọi người nhớ là như thế. Tại vì bản thân cái reinvestment của mình nó cũng chỉ tính cho cái phần là phần của năm đấy thôi. Nên là cái đấy là cái mọi người lưu ý. Như vậy đây là cash dividend. Vậy thì cái cash dividend giống như ban nãy mình giải thích là nó sẽ có hai cái điều kiện, cái condition for payment. Condition for payment của mình thì nó sẽ có hai cái điều kiện trả mình làm phát ra mạng. Thì là điều kiện thứ nhất là mình trả khi là mình có excess cash flow, đúng không? Investment opportunity.
mình nha. Thế nên là mình nhớ cái điều đó để mình condition nhá, quan trọng hơn nhé. Nhớ là không cho dùng cả hai cái cùng một lúc thì đấy là cái để mình có thể lý giải xem là cái việc có trải dividend có tốt hay không. Thực ra thì đến cuối cùng thì bây giờ mình lại phải đặt ra một vấn đề nữa là Vinamilk nó nằm trong điều kiện này, đúng không? Từ trước đến nay mình gọi nó là blue chip mà, tốt mà, đúng không ạ? Blue chip nó tốt, thành ra là nó có cái lượng tiền rất là nhiều và cái lượng tiền rất là nhiều cho bản thân Vinamilk. Nhưng riêng Vinamilk trải nghiệm tốt cực kỳ luôn, mỗi một năm toàn khoảng 4.500 cho đến 5.000, mà mình tưởng tượng là 4.500 4.700 và trên giá bán của nó hiện nay là 6.700 chia cho 67.000 thì nó vào 7%, quá tốt 7%. Tức là nếu mà cứ của Vinamilk mà mình giữ như vậy thì 7% là phải rất ok. Thế và đây bây giờ là 7%, còn trước đây của nó là luôn luôn tối thiểu là 5%. Thế thì mình sẽ nghĩ là Vinamilk nó có access cash flow, mình sẽ nghĩ là như thế. Nhưng mà nếu mà mọi người để ý một chút nữa là đối với cả Vinamilk ấy, khi mà mình kiểm tra lại cái investment của nó thì trong khoảng thời gian nó tạo mở gần hết, đúng không? Mở gần hết khoảng 7 năm rồi thì mình vẫn thấy là cái investment của nó tỷ lệ rất là thấp, thì rất là thấp. Thì điều đó cũng tại vì khi mà mình bình thường nhá là cái chu kỳ tái đầu tư, tại vì Vinamilk mình đọc Vinamilk từ những năm khóa 47 nghĩa là nó phải khóa 47 và năm bao nhiêu nhỉ? Khi mình về là khóa 42, khi mình về khóa 42 là 2001, 2001. Như vậy là khóa 47 là nó cộng thêm 6 năm nữa, tức là nó vào khoảng 2007. 2007. Thì Vinamilk trung bình của nó là tái đầu tư theo chu kỳ của nó là 3 năm, khoảng 4 năm. Nghĩa là nhá, nó đầu tư rất là mạnh vào năm 1, năm 2, xong sau đó đến năm 3, năm 4 nó bắt đầu nó dừng. Xong tiếp tục nó lại năm 1, năm 2, năm 3, năm 4 nó dừng. Nó dừng rồi, nhiều lúc nó dừng đấy, nó gây ra một cái hiện tượng là tái đầu tư nó còn âm cơ. Tại vì tái đầu tư nó còn âm bởi vì là nó có depreciation mà, thì nó sẽ âm. Thế nên là nhưng mà bây giờ nếu mà như thế này thì dường như là Vinamilk đang gặp vấn đề về non-good investment opportunity nhiều hơn. Tại vì thực ra là Vinamilk nếu mà nói về sản phẩm Vinamilk nó xuất sắc đâu. Nhưng mà Vinamilk ăn theo kiểu là cost focus. Nó có hai loại. Một cái là differentiation là cái sản phẩm mình có sự khác biệt. Và thứ hai là cost focus là mình liên quan tới cái chi phí của sản phẩm đấy. Và mình sẽ mở sản phẩm của mình diện rộng. Còn nếu mà sản phẩm của mình theo chiến lược differentiation là khác biệt thì trong trường hợp đấy là mình sẽ chọn những kiểu mình bật lên mình thành outstanding đấy. Thì Vinamilk có cảm giác nó bắt đầu là cost focus và vì vậy nên là trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây thì nó đầu tư vào cái kênh mở và cái kênh distribution channel nhiều hơn là cái khác. Thế thì đấy là cái mà nếu mà như vậy thì cũng hơi ái ngại. Ok, thì đấy là cái test dividend. Thế nên là khi mà mọi người check, mọi người đọc cái phần nếu mà mọi người đọc cái test dividend thì mọi người có ba cái thông tin sau thì mọi người lưu ý nhá, mọi người sẽ biết là cái phần của mọi người. Nhưng nếu mà mọi người gặp cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp nó gọi là share dividend. Nếu như mà trả bằng cổ tức, bằng cổ phiếu, trả bằng cổ tức bằng cổ phiếu thì nó sẽ có những vấn đề như sau nhé. Thứ nhất là trả cổ tức bằng cổ phiếu thì mình cái payment declare của mình có không? Payment declaration. Payment declaration của mình ấy, thì lúc này đối với cả payment declaration của mình thì họ sẽ declare kiểu như là declare theo kiểu là theo tỷ lệ, đúng không ạ? Theo tỷ lệ là nó sẽ là ratio ở cái issue share to the current share. Đó, thì họ sẽ number ratio of number of issues share to the current number of current share. Đấy. Thì ví dụ như là họ chia theo kiểu là 1 chia 3 chẳng hạn.
Nếu mà 1 với cả 3 thì điều đó có nghĩa là gì? Cứ 3 cổ phiếu cũ đúng không ạ? Owning 3 current share thì when receive bao nhiêu? 1 share đúng không? S, D, D, đấy là theo cái declare của nó sẽ khác là như vậy. Thế thì khi mà declare nó khác như vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy cái thị trường cái nó sẽ như thế nào. Đây mình sẽ có là cái giá trị của giá trị của share nhé. Mình sẽ có là lúc đó mình sẽ có là share value của nó sẽ như thế nào. Share value của mình nó sẽ bằng là gì? Lúc này nó sẽ bằng là cái total capitalization mà mình chia cho total current capitalization mà mình chia cho cái gì? Number of outstanding share của mình ấy, number of outstanding share của mình và cộng hơn thêm với cả là cái new share as dividend. Mình sẽ phải cộng với number of new share as dividend. Thì rõ ràng rằng là nếu mà cái nhưng mà có một cái ở đây mình phải lưu ý này, thì rõ ràng rằng là trong cái trường hợp này của mình thì làm sao, trong cái trường hợp này của mình thì mình sẽ có là market price của cái share thì nó sẽ decrease đúng không? When decrease. Và nếu như nó decrease như vậy thì nó sẽ dẫn đến gì? Higher liquidity of share trading. Nó sẽ tăng, nó gọi là tăng cái tính tăng cái từ gì nhỉ? Liquidity thì cái tính là gì nhỉ? Tính thanh khoản thị trường. Tính thanh khoản thị trường thì lúc đó cái tính thanh khoản thị trường nó sẽ tăng lên. Thế nhưng mà nếu mà tính thanh khoản thị trường nó sẽ tăng lên thì nó sẽ có một cái vấn đề phát sinh ra. Ở chỗ này nó sẽ có một cái vấn đề phát sinh ra cực kỳ lớn, đó là liên quan tới cái việc là back image. Mình sẽ có một cái là bad signal. Bad signal for the potential investor. Vì potential investor thì người ta, nếu không potential investor thì người ta sợ rằng là cái giá trị của cái cổ phiếu đấy nó bị thấp hơn rất là nhiều và càng ngày hàng nó bị pha loãng. Khi mà hàng nó bị pha loãng thì nó sẽ dẫn tới là bây giờ là high liquidity thôi nhưng mà về sau này ấy, thì mà hàng nó bị pha loãng quá thì nó sẽ trở thành không phải là hàng quý, cái kiểu như vậy. Thế nên là cái potential thì họ có coi cái đó là một cái signal. Thế nên là vậy thì trong trường hợp này thì có phải là thông tin họ đi sai trong vấn đề là họ quyết định là trả dividend bằng share không thì cũng phải, bởi vì nó có cái điều kiện, nó có condition for. Paying the dividend. Họ có cái condition là condition rất là rõ. Condition này là nó sẽ nói tới cái việc là nó sẽ chỉ trả cái loại này khi và chỉ khi, nó chỉ trả cái loại này khi và chỉ khi nhé. Là cái công ty này họ có một cái nó gọi là very high hoặc là extremely high capitalization. Nó cực kỳ cao luôn, nó cực kỳ cao và do cái việc cực kỳ cao này thì nó dẫn đến là gì? Là low liquidity. Low liquidity. Low liquidity trên thị trường chứng khoán cũng không phải là tốt, tại vì lúc đấy cái giá của nó sẽ đứng, Và nếu mà như vậy thì nó đứng là một cái thứ hai là công ty còn nỗ lực mà mình có disclosure những cái good information đi chăng nữa thì cái giá của thị trường nó vẫn nằm im như thế. Và nếu mà như vậy thì trong tất cả cái business của nó, đặc biệt là M&A, nó sẽ bị thiệt. Thế nên là cái low liquidity là cái mà tất cả các cái doanh nghiệp họ đều không muốn. Đấy là cái hiện tượng của cái high extreme capitalization. Ví dụ như là một người như là thế nào được gọi là high capitalized, là ví dụ như là cái giá của cái cổ phiếu đấy của mình mệnh giá cái par value của nó chỉ có 10.000 thôi, nhưng mà trên thực tế bây giờ của nó là 130.000 chẳng hạn. Và nếu mà như vậy thì nó rất là khó để các nhà đầu tư nhỏ mua và họ có thể trading, tại vì số lượng
đủ lớn để họ có thể giảm được rủi ro. Như vậy nhưng mà giá nó rất là cao thì họ rất là khó để mua được một cái portfolio mà có cái tỷ trọng đủ lớn đối với các loại cổ phiếu đấy. Thế nên là trong trường hợp đấy là low liquidity là một cái dấu hiệu không tốt. Thế nhưng mà và vậy thì chỉ có trong trường hợp là high capitalization thì họ sẽ nghĩ đến cái việc là họ sẽ làm như thế này. Nhưng cái thứ hai nữa là về cái strategy của nó gọi là investor, mọi người sẽ quen với cái khái niệm này, investor relationship strategy. Thì tại vì tất cả các công ty họ đều có một cái bộ phận là international relation, investor relation đấy, tức là nó gọi là mối quan hệ nhà đầu tư, mối quan hệ cổ đông. Thì trong cái phần đấy thì cái quan trọng nhất của investor relation này là họ có việc là giữ chân là loyalty. Thế khi mà mình họ muốn họ đi theo đuổi cái strategy của nó là loyalty, loyal investor, thì trong trường hợp đấy thì họ sẽ áp dụng cái việc này, tức là áp dụng cái việc là cái bỏ qua đây ha, cái điều chỉnh thứ hai thì họ sẽ áp dụng cái trả cổ tức bằng cổ phiếu để họ giữ chân những cái nhà đầu tư cũ. Cái đấy là nó cũng là một cái để đảm bảo cái vị trí của họ. Thế nên là thực ra cái share dividend này nó hay áp dụng cho blue chip nhiều hơn, chứ còn năm nay có đâu, nhưng cũng áp dụng cực kỳ nhiều cho blue chip. Thế nên là đấy là điều kiện của cái share dividend thì nó sẽ làm như vậy. Thế thì đấy là share dividend nhá. Ở cái trường hợp thứ ba này là trường hợp mà mình gọi là buyback. Nếu mà buyback share thì cái trường hợp này nó được gọi là FED one time dividend. Trả một lần duy nhất. Như vậy là nếu mà trả một lần duy nhất thì nó sẽ, nếu mà trả một lần duy nhất thì mình sẽ có cái values of trading value của cái năm sẽ là như thế nào, trading value của mình thì nó sẽ bằng là current, nó sẽ có là current price, nó không thể nào trả thấp hơn current market price, và mình cộng với cái present value of dividend payments float cash flow cộng hết bằng bao nhiêu là tính hết. Thế thì đấy là cái payback share. Thế thì cái loại này ấy, thì cái điều kiện mà người ta trả, nếu cái điều kiện mà người ta sẽ trả cái dividend as as one time ấy, khi nào họ chỉ áp dụng, thực tế là họ chỉ áp dụng cho cái trường hợp mà họ muốn giảm decreasing cái preferred. Preferred, so called. Họ giảm lại một số. Tại vì cái loại này gây một cái sức ép kinh khủng. Cái loại này nếu mà preferred này, mọi người biết là preferred này thì họ có cái gọi là họ có một cái nó gọi là preferable dividend payment. Luôn luôn cái dividend payment của họ có cao hơn so với cả common dividend payments. Và ngoài ra nữa là kể cả công ty gặp khó khăn họ vẫn được trả dividend. Thế nên là trong trường hợp đấy họ thực sự họ muốn cắt, loại bỏ cái đối tượng ra ngoài. Thế nên là thì họ sẽ trả. Và khi đó thì ở đây mình sẽ nhìn thấy cái dòng tiền của cái thanh toán của họ như sau. Thì ở đây mình có là current market price cộng với là present value của dividend payment. Thế thì lúc đó mọi người cứ tưởng tượng là mình sẽ có, ở đây là không chính là cái là mình đúng không, mình sẽ có là 1 này, 2 này, thì cái dòng này là dòng dividend cash flow to the infinitive đúng không, to infinite. Ok nhá. Thì mình sẽ có ở đây, mình sẽ có là ở đây thì ở đây mình sẽ có là cái item, đây là các cái items mà thứ nhất là mình sẽ có cái này là market price, ví dụ như market price của mình, ví dụ của mình là khoảng 67.000 trường hợp Vinamilk 67.000, và mình sẽ có là cái dividend
và trong cái trường hợp của Vinamilk thì giúp là mình sẽ có là đi về Vinamilk một thời gian khá là dài là 4.500 thì mình có thể lựa chọn trong đi cho hai trường hợp nhé. Trường hợp thứ nhất là constant đi và ở đây mình chỉ có 4.500 ha. Cái này là Vinamilk dùng rất là lâu, có 4.500-4.700. Hoặc là trường hợp thứ hai là TH, option A, option B, option alternative 1. Và mình sẽ có là alternative 1. Nếu được thì tính này thôi chứ không lo. Thế thì mình sẽ có là dividend, thì mình sẽ có là đối với các cái trường hợp thứ hai thì mình sẽ có là cái parents là đi đi là bằng là 4.500 và mình sẽ có cái growth rate của mình thì nó bằng là ROE của mình và nhân với cả cái ROE của mình nhân với cả cái lượng vốn lại thì retention rate đúng không? Đấy, công thức cần thiết của mình là như này. Thế thì ví dụ như ở đây mình có là ở đây mình sẽ có là G for example nhé, for example thì mình có là G của mình thì nó bằng là G bằng ROE 21%, ví dụ như vậy mình nhân với cả tỷ lệ vốn lại cũng là 60%. Thế thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Nếu mà như vậy thì mình sẽ có là current sẽ là 4.500 nha, 4.500. Nhá. Và ở đây mình sẽ có là ở đây vẫn là 4.500. Nhưng mà sang bên đây của mình thì nó sẽ bằng là 4.500. Nó sẽ bằng thế này. Là nhân với cả một hoặc là một cộng với cả là 12.6. Thế thì là cả hai cái này nó đều sử dụng cái công thức là công thức Coulomb cả. Thế nên là trong trường hợp đấy thì mình sẽ có cái reason value như sau. Thứ nhất là reason value, cái này là current xảy ra là nó bằng chính nó, được chưa? Cái thứ hai là toàn bộ dòng dividend nó sẽ ngược trở lại. Thì trong trường hợp đấy mình lại có tiếp tục nữa là cái thêm một cái nữa. Và mình sẽ có là for example của mình là mình sẽ có là expected xem nào, mình sẽ sử dụng là đó là lấy trong cái số đó. Discount rate của mình nó sẽ bằng là discount rate là mình sẽ sử dụng là discount rate của thằng này thì mình sẽ sử dụng là thứ nhất nó là expected rate of return ha. Còn là trường hợp thứ hai là mình sẽ tính là cost of equity. Discount rate của mình là mình cái này là D1 của mình ở chỗ này nó vẫn bằng 4.500 này và mình chia cho mở ngoặc này là mình lấy k trừ g không được rồi, xin lỗi mọi người, cái này mình lấy thức rồi Return, cái này mình để là required return này là chính là cái ROE nhé, tại vì đây là vốn chủ mà. Thế thì ở đây mình sẽ bằng này 4.500
hệ số tăng trưởng thì sẽ có cái này, nó sẽ bằng là cái này D1, nó sẽ có D1 chia cho K trừ 14% trừ đi 12 trừ 60. Thì đấy là buyback, và buyback như thế này thì họ sẽ sử dụng trong cái trường hợp này thôi, tức là họ giảm cái preference stockholder. Thông thường bình thường người ta sẽ không bao giờ người ta đưa ra một cái buyback cho đối với common stock đâu, cổ phiếu thường đâu, bởi vì trong common stock thì nó không bao giờ nó đúng với cái giả định của hold on, bởi vì nếu như mà là cổ phiếu thường thì không bao giờ có cam kết là trả cổ tức đều hoặc là trả cổ tức tăng trưởng, chỉ có thằng preference investor thì mới được cái này. Preference thì kinh lắm, lúc nào ông là fix của tôi là như nào, và nếu mà khi các ông có lợi doanh số tăng lên thì tôi sẽ được tăng trưởng như thế này, luôn luôn ông mới hỏi câu hỏi như thế. Thì cái này nó chỉ áp dụng được cho cái trường hợp của preference stock holder. Như vậy là mình có ba cái nhá, mình có ba cái về việc mọi người, mình nghĩ là mọi người sẽ không bao giờ nhìn thấy cái loại cuối này đâu, và ở trong cái bài của mọi người đọc có thể là một trong hai cái trường hợp này thôi, đấy, một trong hai cái trường hợp này thôi. Thế nên là share dividend hoặc là cash dividend thôi, thì chỉ có là mọi người để ý những cái điều kiện để check xem có đúng cái điều kiện đó hay không. Thì đấy là đối với cả cái payment type. Và cái payment type này thì mình sẽ có một số các cái indicator, các một số các cái chỉ tiêu mà mọi người đã nhìn thấy ở trên. Thì đối với các chỉ tiêu đấy thì ở đây văn nãy mình có nói với mọi người là nó sẽ có một số các cái chỉ tiêu nó cái này nó offer mà riêng cái dividend payment thì nó cái ưu điểm cái quyết định cái decision này này, cái payment decision này nó có payment dividend thì nó impact sensitively on the market performance. Thế nên là chính vì cái việc mà nó như vậy, thế nên là các bạn sẽ thấy là với các cái chỉ tiêu về market ratio thì nó cũng sẽ xuất hiện từ đây rất là nhiều, xuất hiện từ đây. Thì mình sẽ thấy là cái này nó sẽ ảnh hưởng tới market ratio. Đây thì mình sẽ có chỉ tiêu nhé, một số cái chỉ tiêu này. Chỉ tiêu thì có rồi đúng không? Grow rồi này, sau mình có payment ratio rồi này. Vậy thì mình sẽ có một số cái nó gọi là chỉ tiêu. Cái này thì nhà đầu tư tính rất là nhiều. Dividend yield thì đối với cái dividend yield thì mọi người sẽ nó được tính bằng nó được tính bằng là cái dividend paid này mà chia cho market price. Đấy thì là người ta xem là thực sự là họ được sinh lời bao nhiêu nếu mà từ cái dividend này. Đây là cái chỉ tiêu mọi người sẽ nhìn thấy nhiều. Chỉ tiêu các cái chỉ tiêu khác ví
Nếu mà EP thì các bạn sẽ nhìn thấy, nếu mà các bạn đảo EP thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ là như thế này. Nó sẽ bằng là earning per share. Earning per share và chia cho là market price đúng không? Nếu mà các bạn nhìn thấy earning per share cho market price thì nó có một cái chỉ tiêu nối giữa hai cái này, nối giữa hai cái này. Đó là chỉ tiêu về là payment ratio. Dividend payment ratio. Thì các bạn sẽ nhìn thấy bởi vì các bạn cái gì nó bằng dividend pay mà nó chia cho cái earning per share. Nhớ mọi người nhớ cho mình cái này đi lần và cái này là per share thì mình click per share. Tất cả cái này là trong cùng hết. Thế nên là các bạn sẽ nhìn thấy là bình thường là đối với dividend nó chỉ có cái này thôi này. Thế nhưng mà nếu mà nhìn vào đây một cái PE này, vừa của PE một cái thì mình sẽ có là earning per share trên market price này, nói chung mình lại có dividend payment ratio. Nếu mà mình nhìn cả ba cái chỉ tiêu này cùng một lúc thì mình sẽ biết được cái quan trọng cực kỳ của ba, nối ba cái này vào với nhau này. Một nhé, hai nhé, ba này. Khi mà mình nối ba cái này vào với nhau thì mình sẽ hoàn toàn có thể kiểm tra được là cái tỷ lệ PE của mình ấy là cao hay thấp, nó có bất thường không, có bất thường không. Bởi vì nhá, nếu như mà cái dividend payment ratio của mình có 40 đi, 40 mà khi đó thì khi mà 40 thì mình thấy là 40 đấy là 40, mọi người nhớ là 40 này, 40 là trên cái earning per share. Nhưng mà nếu mà mình tính ngược trở ra là dividend yield của mình trên cái market price nó chỉ là vào khoảng, ví dụ dividend yield nó là tỷ lệ nó vào khoảng là 1/10 đi. Nhưng mà cái earning price của mọi người nó lại bao nhiêu? Ví dụ ban đầu mình là 228. 1 chia cho 228 nó lại là bằng 0.4 mấy, tức là nó, nếu như mà cái hiện tượng mình có cái hiện tượng là cái EPS này này của mình này, EPS này của mình này, EPB này của mình này, mà nó nhỏ hơn rất nhiều lần so với cái dividend yield thì mọi người hết sức cẩn thận nha. Cái này nó được gọi là cái cổ phiếu, nó gọi là gì, booming, nó gọi bong bóng là gì nhỉ, nó gọi là đặc biệt không biết được. Bắc bộ gì? Bắc bộ gì? Long Bắc bộ gì? Bắc bộ chi à? Tè á? Không. Bắc bộ gì? Long Bắc bộ. Mình xin lỗi. Nha. Thế nên là nếu như mà nó có hiện tượng Bắc bộ ấy thì cái việc mà em tính nếu như nó có hiện tượng Bắc bộ thì nó sẽ dẫn đến là thì cái doanh nghiệp của mình ấy nó có trả cổ tức bằng tiền bạc hay không, nó được bán đều chip tinh hết, đều chip tinh hết. Thế nên là trong cái trường hợp đấy thì thực ra nó có dấu hiệu đối với là cái nhà đầu tư thôi, thì khi mà họ phát hiện ra cái phong độ signal này thì đối với investment là phải một cái lựa chọn. Chứ còn nếu mà để đánh giá doanh nghiệp thì mình sẽ không đánh giá, chỉ khi nào mình đánh giá mình dùng PE thôi. Và nếu mà mình ở trong doanh nghiệp thì khi mà mình đánh giá cái việc của trả là mình có trả cái gì mà tao muốn hay không thôi, có giữ lại là bao nhiêu hay không thôi. Chứ còn cái chỉ số này không phải là chỉ số đánh giá là dividend nó trả tốt hay không tốt. Dividend trả tốt hay không tốt nó nằm ở cái dividend ratio, và từ đấy nó ra cái hệ số growth rate thì nó mới là cái phát triển. Thế còn ngoài ra là lấy cái chỉ số ban nãy mình nói thì tất cả cái chỉ số này nó sẽ kéo, nó sẽ đi cùng nhịp với nó sẽ nằm trong cái bộ nó gọi là bộ market ratio. Nhưng mà bộ market ratio thì nó bao gồm rất nhiều thứ nhá, thế nên là cái từ cái chỉ số này nó sẽ ảnh hưởng đến market ratio. Ví dụ như mọi người có market trên book value này, rồi mọi người có PE này, mọi người có PB này, mọi người có PS này, đúng không? Hết chưa, hết đấy. Nhưng mà chỉ số là đâu thì cái đó là cái mọi người lưu ý giúp cho mình ở cái phần này, đó là phần distribution. Như vậy chốt lại là gì, mời mọi người là làm giúp mình cái phần file này, sau đó là mọi người giúp cho mình kiểm tra xem là nó làm cái gì, có cái điều kiện của nhà ok hay không này, và mọi người check cho mình xem nó có cái hiện tượng hiện tượng bóc cổ hay không. Cái lần nhưng mà chỉ số này mình phải đúng bổ sung nha, chỉ số này mình phải đúng bổ sung, bởi vì chỉ số này là ở phía trên bảng trên thì không có, nên là ở cái phần group thì mình sẽ tính thêm chỉ số này. Thank you.
kia là trong bản vẽ cá nhân của tôi, cái này là trong bản vẽ của nhóm, đúng chưa? Ở bên ngoài kia có một cái vườn cần được.